Con xe này ảnh nói là ảnh chỉ cần muốn cho nó êm, mát, mượt cho vợ yêu của ảnh thôi. Thì hôm nay mình dắt ảnh vô cái ghẻ nhớt của mình. Đây, thì trong tất cả thương hiệu nhớt và loại nhớt và cấp nhớt trên kệ nhớt của số 2 bánh mình có rất nhiều khách hàng luôn. Mỗi tháng biết bao nhiêu khách hàng vào hỏi Nhật có một câu à, loại nào tốt nhất cho xe của anh? Dạ, Nhật xin nói thẳng luôn là không có loại nào tốt nhất cho xe của anh trơn á, mà có loại tốt và phù hợp với con xe của anh thôi. Có nghĩa là phù hợp nhất với là nhu cầu của anh. Chẳng hạn như anh em thích đi tour đi phượt. Dạ có. Bóc xe xíu không? Repsol. Rất là nhiều thương hiệu Repsol ha. Xe ga có xe ga, có xe số, xe sinh nè, Master xe ga nè, xe số nè, bóc ha. Còn bóc Volvo Racing. Còn bóc nữa không? Còn bóc nữa chẳng hạn như Motul. Motul là những thương hiệu nhớt đại đa số khách hàng ưa chuộng sử dụng và lựa chọn ở vị trí kệ nhớt số 2 bánh mình để cho chuyến đi có cảm giác bốc xe, và đó là lựa chọn thích hợp nhất cho con xe của anh em, chứ không phải là những loại nhớt này là loại nhớt tốt nhất. Đó, tốt nhất hay không thì do mình thôi. Còn thí dụ như với chiếc ly của anh khách, anh nói là muốn êm mát cho vợ. Rồi, êm mát. Xeo Thái. Giá thành dễ chịu, đủ dung tích mà lại cực kỳ êm mát. Đó là những phản hồi của khách hàng. Ê Nhật, bữa em tư vấn cho anh dùng xeo về chạy mát quá trời luôn, vợ anh thích. Đó, âm soi cho tay ga cũng là một dòng êm mát. Cái này là tất cả những gì phản hồi lại từ khách hàng và những trải nghiệm của anh em mình, chứ không phải là mình quảng cáo để mà nói ra để mà dụ dỗ anh em xài. Tại vì khi mà anh em đã thích cái chai nhớt này rồi thì anh em quay lại mua tiếp, chứ không phải mình quảng cáo xong anh em về anh mua, em mua về chạy xong không đúng theo cái lời nói của mình thì lúc đó anh em lại buồn giận thì không thích quay lại mình nữa ha. Như vậy nó sẽ hay hơn. Nói thật, nói thiệt, nó đúng mục đích của anh em nó sẽ hay hơn. Liwi 40 đây, Liwi 40 có tơ ray Mulligan là những dòng nhớt cũng được rất nhiều anh em tin dùng. Tại vì sao? Tại vì nó êm, nó mát, đi xa nó mượt, nó không có làm nóng máy, nó sẽ mát hơn những dòng bóc. Nói nôm na là như vậy, chứ không phải là bây giờ anh em vào nói Nhật ơi, bán cho anh một chai nhớt vừa im vừa mát vừa bóc vừa rẻ. Dạ rẻ thì có thể có, nhưng mà vừa im vừa mát vừa bóc, dạ thưa không có nha. Chắc chắn với anh em là không thể nào mà có được, không thể nào mà có được cái dòng nhớt nào mà người ta làm ra với tất cả phụ gia phù hợp với lại nhu cầu của một người mà thích đủ thứ. Dạ, thích đủ thứ thì anh em có thể trải nghiệm được. Ví dụ như tháng này trời mát nè, trời mát, trời mưa nè, tháng mưa nè, thì anh em chọn những dòng nhớt bóc, cho dù là nó có đặc tính hơi nóng hơn một xíu so với những dòng nhớt khác, nhưng mà ở thời tiết nhiệt độ mùa mưa thì chắc chắn rằng nó sẽ không chinh nhiệt nhiều so với mùa nắng, thì nó sẽ hài hòa được. Còn ví dụ như trời nắng, trời nóng, tới mùa hè đi, mùa hè mà anh em lại muốn đi cái con xe mình nó bốc, thì chắc chắn những dòng này nó sẽ có cảm giác hơi nóng hơn xíu. Nóng ở đây có nghĩa là mình đi đường phố kẹt xe nè, đi đường nóng nắng nè, đi những cái đoạn đường mà không thể di chuyển liên tục để giải nhiệt được cái con xe của mình, thì lúc đó sẽ bị nóng nóng ha. Tuy rằng một số dòng nhớt, chẳng hạn như Motul 300V này là một dòng nhớt cao cấp, giá thành cao, thì đại đa số anh em lại nói là mắc là tốt. Dạ cũng đúng, cũng đúng nha. Nhưng mà nó có phù hợp với nhu cầu sử dụng của anh em không? Chẳng hạn như anh em một ngày chỉ cần sáng chở con đi học, chiều rước con về, và không hề biết con xe mình cái hoạt động âm thanh, con máy nó có hay không nữa chứ đừng nói, thì làm sao mà trải nghiệm được hết cái Motul 300V này. Thì như vậy là dư thừa. Cho nên là mình sẽ tư vấn cho anh em cái nhu cầu mỗi ngày anh em sử dụng con xe mình như thế nào. Rồi, nếu anh em cần tư vấn về nhớt, êm như thế nào, bát như thế nào, bốc như thế nào, sáng đi cà phê, chiều anh đi cà phê, tối anh lại đi cà phê, thì mình sẽ tư vấn loại này. Sáng anh đi chơi, tối anh đi chơi, chiều anh đi chơi, mình tư vấn loại này ha. Cứ vào số 2 bánh, nhân viên mình sẽ tư vấn đầy đủ cho anh em những dòng nhớt phù hợp với con xe của mình, từ xe ga, xe số, xe nhỏ, xe lớn, phân khối lớn, đầy đủ ha. Rồi, cảm ơn anh em xin tiếp, xin chào hẹn lại anh em.